Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học phát triển hệ thống bán hàng online thông qua các hệ thống các đại lý, những người bán hàng trực tuyến. Với tinh thần là muốn bán 1.000 đơn hàng thì thay vì tìm 1.000 người mua, bạn hãy tìm 1.000 người bán. Đấy chính là ý tưởng của mô hình này. Và cái video bài học này là tôi tổng hợp cho các anh chị tất cả những cái kênh, những cách thức phổ biến để có thể bán được hàng hiện nay. Sau đó thì các anh chị có thể có một cái nhìn tổng quát, đúng không ạ? Có một cái nhìn tổng quát. Bởi vì bán hàng là một nghệ thuật, bán hàng là một khoa học, bán hàng là một cái kỹ thuật. Và chúng ta có rất nhiều cách để làm. Thì tôi sẽ nói rất nhanh trong một cái bài học này thôi. Một cái bài học rất là dài. Đầu tiên thì tôi đưa ra một số các nguyên tắc để bán hàng. Nguyên tắc thứ nhất là khách hàng ở đâu thì sale phải ở đó. Đúng không ạ? Khách hàng là thượng đế hay là khách hàng là bạn bè là do quan điểm của chúng ta. Khách hàng là người nuôi sống chúng ta, là người giúp chúng ta kiếm tiền, hãy nhớ điều đó. Đúng ạ, việc bán hàng sẽ chỉ bắt đầu khi khách hàng từ chối. Đúng ạ, vì vậy hãy luôn luôn sẵn sàng với những lời từ chối. Hãy tư vấn, hãy chăm chỉ, hãy theo đuổi khách hàng. Bán hàng bằng mối quan hệ bạn bè thì tốt hơn là mối quan hệ khách hàng, hỏi chấm, đúng ạ. Lòng tin, uy tín là rất quan trọng. Và cái sự thỏa mãn của khách hàng trong quá trình mua hàng, sử dụng sản phẩm và dịch vụ và sau bán là rất 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 quan trọng, đúng ạ, để cho khách hàng có thể có tái mua hay không, đúng ạ. Luôn luôn cam kết nhiều và làm nhiều hơn cam kết, đúng không ạ? Hãy nhớ rằng khách hàng chỉ có một số ít các lý do để mua hàng, nhưng mà có rất nhiều lý do để không mua hàng. Vâng. Và hãy nói chuyện bằng ngôn ngữ của khách hàng. Hãy sống trong thế giới của khách hàng, hãy hiểu, hãy lo lắng cho họ khi mà họ mua hàng. Thế thì cái nhóm thứ nhất mà tôi hướng dẫn cho các bạn những cách tìm kiếm khách hàng là nhóm online. Phần 1 online thì bao gồm rất nhiều các công cụ như sau. Thứ nhất là tìm kiếm trên Google, chúng ta cũng có thể tìm kiếm được các khách hàng, tìm lưu số điện thoại, tìm kiếm, đúng không ạ, tìm Facebook, tìm fanpage, tìm website, tìm diễn đàn, thông qua đó để chúng ta liên hệ với họ. Thứ hai là thông qua số điện thoại, đúng không ạ. Số điện thoại thì mình có thể làm gì? Mình có thể có danh sách nóng, danh sách ấm, danh sách nguội lạnh, lượm nhặt và sưu tầm các số điện thoại, rồi thì mua bán, trao đổi copy các số điện thoại, đúng không ạ, gửi tin nhắn, ép Zalo, tìm Facebook của khách hàng, vân vân. Đấy, gọi telesale, gọi làm gì, gọi trò chuyện, gọi hỏi thăm, gọi mời đi ăn trưa, gọi đi hội thảo sự kiện, gọi gặp tại văn phòng, rồi thì đặt các cuộc hẹn, vân vân. Khi nào thì nên gọi, đúng không? Chúng ta có thể tùy thuộc vào các mối quan hệ, có thể là 1-2 tuần một lần, 1-2 tháng một lần. Đấy, chúng ta cũng có thể gọi kiểm tra và chăm sóc khách hàng sau bán. Chúng ta có thể telesale cho khách hàng. Ví dụ như bất động sản, như bảo hiểm, rồi ngân hàng họ gọi telesale rất nhiều. Chúng ta phải chuẩn bị kịch bản, hiểu về khách hàng, tập duyệt, rồi thì chốt đơn, chú ý thời gian gọi. Đặc biệt là sau khi chốt đơn được thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về góc độ phục vụ khách hàng. Bởi vì chốt đơn trên điện thoại điều đấy không có nghĩa là sẽ thành công. Bởi cái sự phục vụ sau đấy nó mới thành công nữa cơ. Công cụ số 3, đúng không ạ, là chúng ta có thể sử dụng Facebook. Tìm Facebook, kết bạn và tìm hiểu về khách hàng trên Facebook profile. Tham gia vào comment, tương tác với khách hàng trên Facebook, inbox, chat, trò chuyện với khách hàng, chạy quảng cáo, Facebook ad, đúng không ạ? Quảng cáo, và chúng ta phải học, đúng không? Tất cả những cái này các bạn có thể học cái bộ khóa của thầy Phan Anh rồi. Bán hàng trên Facebook group, tìm data, phát triển group của riêng mình, bán trên group của người khác. Thu hút khách hàng bằng Facebook profile cá nhân, phát triển live stream, xây dựng thương hiệu. Đấy, rồi tăng lượng theo dõi bạn bè, vân vân. Công cụ số 4, đấy là email marketing. Chúng ta có thể sưu tầm, mua bán và làm các cái data theo hình thức hợp pháp mà các công cụ email marketing cho phép. Cái này các bạn cũng phải học cái bộ khóa học email marketing Pro and Smart của tôi để hướng dẫn các bạn làm. Đấy, sử dụng các dịch vụ email marketing trả phí, thí dụ như MailChimp, GetResponse, iContact hay gì đấy. Chúng ta cũng phải biết cách gửi, biết cách viết, rồi chúng ta cũng phải thực thi cái việc đó. Gửi email marketing như thế nào, chia sẻ tài liệu, sưu tầm tài liệu, sản xuất hình ảnh, bài viết, nội dung, vân vân. Kết hợp với các website để truy cập, vân vân. Công cụ số 5, diễn đàn và các trang giao vặt. Mình có thể sell bài trên các trang diễn đàn, mình có thể tìm kiếm khách hàng trên các diễn đàn phù hợp, inbox, tạo các cái nick, đúng không ạ, viết bài tạo uy tín trên diễn đàn. Ví dụ các một số các diễn đàn như Tinh Tế, Nhật Tảo, Web Trẻ Thơ, mình cũng có thể giao bài rồi thì đăng bài trên đó để mà mình bán hàng, đúng không? Đây là một cái kênh mà cũng
không phải là quá hiệu quả nhưng mà chi phí thì lại rất là thấp, đúng không? Hoặc là những cái trang bất động sản, trang tìm việc vân vân, đấy là những cái trang diễn đàn tốt. Kênh website, kênh website thì mình tạo website cho riêng mình, tạo website có thể trả phí hoặc miễn phí, mua tên miền hoặc là mua hosting vân vân. Đấy, mình phải viết bài, đăng bài, rồi học cách làm SEO. Vậy thì thầy Phan Anh cũng cung cấp cho các bạn dịch vụ là làm website này, làm SEO cho website, SEO từ khóa, rồi nghiên cứu website của đối thủ vân vân. Kênh tiếp theo là kênh website thương mại điện tử, đúng không ạ? Kênh 1.7 website thương mại điện tử thì chúng ta cũng có thể làm bằng cách là đưa sản phẩm của mình lên các trang như A Đây Rồi, Tiki, Lazada, Sen Đỏ vân vân. Đấy là những cái trang thương mại điện tử trong nước, những trang thương mại điện tử nước ngoài như là Amazon, eBay, Alibaba vân vân. Tất cả những thứ đấy các bạn cũng có thể học, thầy Phan Anh cũng có thể dạy cho các bạn được. Kênh Zalo, Zalo chạy quảng cáo, tạo Zalo official account rồi kết bạn, rồi thì chăm sóc khách hàng, tạo group rất là tốt. Kênh báo chí và PR điện tử, các cái trang báo rồi để mình mua các bài viết chạy quảng cáo hiển thị, viết các bài PR, đúng không? Đấy, rồi thì mình cũng có thể làm kênh liên quan đến những kênh khác mà ít hiệu quả hơn như là kênh affiliate, marketing liên kết, hoặc là Instagram, hoặc là WhatsApp, một số những cái phần mềm nó cũng kém hiệu quả hơn. Thì đấy là 10 cái kênh online tôi giới thiệu cho các bạn và những cách tìm kiếm khách hàng. Tiếp tục, đấy là những kênh offline. Kênh offline, nhóm kênh offline thì gồm có kênh hội thảo, thì mình phải năng đi hội thảo, giao lưu, tự tổ chức hội thảo chương trình của mình, theo sát các cái sự kiện, trở thành các chuyên gia diễn giả thì càng tốt, xin tham gia vào quá trình ban tổ chức để mình nâng uy tín của mình và mình tìm kiếm khách hàng, đúng không? Đấy, mình cũng có thể bán hàng tại hội thảo. Muốn bán hàng thì như vậy mình phải chuẩn bị sản phẩm, rồi gì sale kit, rồi tìm hiểu về khách hàng vân vân, đúng không? Đấy, rồi thì mình cũng có thể là tạo ra cái kênh phân phối bằng cách bán hàng tại hội thảo như thế này, quy trình tổ chức hội thảo ra sao. Rồi kênh cửa hàng, cửa tiệm, doanh nghiệp, rồi thì các cái mô hình kênh phân phối ở trên phố đấy, chúng ta vẫn thấy, chúng ta tìm Google hoặc là chúng ta lượn phố, chúng ta cũng có thể phát triển đội ngũ sale để đi bán hàng, đúng không? Rồi thì chúng ta cũng có thể là theo dõi từ phía khách hàng, khách hàng có thể giới thiệu khách hàng cho chúng ta, bạn của khách hàng cũng chính là khách hàng, rồi thì người thân của khách hàng cũng chính là khách hàng. Đấy, thì đấy là cái rất là tốt, đúng không? Rồi thì mình cũng phải xây dựng mạng lưới, xây dựng mạng lưới, ví dụ như là tuyển dụng, ví dụ như đào tạo, tham gia các group, chia sẻ các cơ hội, tổ chức các cái chương trình hỗ trợ vân vân, tổ chức các đội nhóm, câu lạc bộ, tham gia vào các câu lạc bộ bán hàng, các câu lạc bộ doanh nhân, rồi thì hội từ thiện các thứ cũng rất là tốt. Đấy, rồi thì tham gia vào các cái doanh nghiệp, hiệp hội, hội nhóm, tổ chức kinh tế, phát triển các cái kênh phân phối mới như là phát triển chuỗi, phát triển cửa hàng shop in shop, bán buôn bán lẻ, đúng không ạ? Phát triển các cái cửa hàng và gian hàng di động, ví dụ như là bán hàng tại trường học, bán hàng tại các cái điểm trung tâm giải trí vân vân, đấy gọi là cửa hàng và gian hàng di động. Mô hình nhượng quyền thương mại, rồi thì tìm các cái thị trường mới như là tỉnh khác, quốc gia khác, hình thức khác, đúng không? Thế rồi thì những người bán hàng khác, đúng không? Ví dụ mình bán ô tô, mình có thể chia sẻ với người bán hàng bất động sản. Người bán bất động sản thì có thể chia sẻ với người làm nội thất, đấy gọi là những người bán hàng khác. Có trung tập khách hàng, chủ động trao đổi chia sẻ và có thỏa thuận rõ ràng, tận dụng các kênh và cùng khai thác khách hàng. Đấy, đấy rồi thì mình cũng phải tăng cường kết bạn quảng giao lên, kết bạn quảng giao lên, kết bạn trên Facebook, kết bạn trên Zalo, sẵn sàng trò chuyện và kết bạn với mọi người rất nhiều. Đấy, đúng không? Rồi thì phát triển các cái voucher, phiếu mua hàng giảm giá, voucher tái mua, voucher đối tác vân vân. Phát triển đội ngũ bán hàng lưu động thì tôi vừa hướng dẫn rồi. Đấy là chúng ta cũng có thể tạo ra các cái kiosk hoặc các shop hoặc là các cái gian hàng cũng rất là tốt, hoặc là chúng ta cũng có thể tạo ra các cái phễu bán hàng. Ví dụ như một cái khóa học trả phí thì phễu bán hàng sẽ là một khóa học miễn phí,
hoặc là một cái khóa học trả phí video thì phễu cũng chính là một cái tài liệu đấy. Rồi tư vấn bán hàng chiến lược là dùng thử như thế nào, giá dùng thử, khuyến mại, chăm sóc miễn phí cho biếu tặng, các sản phẩm đường dẫn là gì, kênh phân phối là gì, chọn thị trường ngách như thế nào, các dịch vụ khách hàng ra sao, đúng không, thiết kế các dịch vụ bán hàng vân vân, đào tạo và thực hiện đầy đủ các cái quy trình của chúng ta để chăm sóc khách hàng, không bao giờ được nói không với khách hàng vân vân. Rồi thì từ chính đối thủ của chúng ta, đúng không, chúng ta học hỏi, chúng ta hỗ trợ khách hàng của đối thủ, chúng ta bán hàng tại shop của chúng ta, hàng hóa trưng bày, quy trình đào tạo nhân viên, rồi thì xử lý các vấn đề của khách hàng. Thì như vậy tôi vừa giới thiệu với các bạn là khoảng 20 cách tìm kiếm, và 20 cách tìm kiếm khách hàng, bao gồm 10 cách bán hàng online và 10 cách bán hàng offline. Có một cái sơ đồ kênh như vậy, tất nhiên là mang tính giới thiệu thôi. Còn nếu các bạn muốn làm chi tiết từng cái kênh này thì các bạn học cái bộ King of Sale course này, King of Sale của tôi, để được chi tiết hơn. Vâng, cái bộ này cũng dài khoảng chừng 70 video các bài học, được chưa ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn, xin chúc các anh chị và các bạn áp dụng được rất là nhiều các kênh tìm kiếm khách hàng tiềm năng để phát triển doanh số cho mình. Xin chào, xin cảm ơn.